Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, sáng nay học sinh, thầy cô giáo tại các trường học trên khắp cả nước cùng hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của lễ khai giảng, sẵn sàng bước vào năm học mới. Tại Quảng Ngãi, thời tiết khắp khu vực trong tỉnh đều không mưa, trời nắng nhẹ, dịu mát, rất ủng hộ cho các em học sinh bước vào năm học mới với mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Tuy nhiên, sang đến chiều nay, nhiều nơi tại tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa đến mưa to. Một số nơi mưa rất to như Ba Điền, huyện Ba Tơ có lượng mưa lên đến 109mm. Dự báo sang đến ngày mai, ngày 6 tháng 9, nắng nóng sẽ giảm rõ rệt khi mức nhiệt dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C. Đến chiều Quảng Ngãi, khả năng sẽ có mưa, mưa rào và dông diện rộng. Cục bộ có mưa to với lượng mưa lớn hơn 30mm/giờ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc ven sông suối ở các huyện miền núi. Đặc biệt chú ý các xã Sơn Kỳ, Sơn Hải, huyện Sơn Hà, Ba Giang, Ba Điền, Ba Vinh, Ba Lế, Giả Vật, huyện Ba Tơ, Sơn Tân, Sơn Lập, Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Long Môn, Long Sơn, Thanh An, huyện Minh Long, Trà Nham, Trà Phong, huyện Trà Bồng. Quý vị cần chú ý với mưa dông, bởi trong mưa dông thường rất dễ có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh. Vì vậy, khi thấy trời chuẩn bị có mưa lớn, bầu trời nặng mây đen, tốt nhất quý vị không nên ra ngoài. Với những ai đang di chuyển ngoài trời, có thể nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn. Tuyệt đối không tránh dưới gốc cây, không nên ở những vùng đất trống trải như đồng ruộng, vì đây là những nơi dễ bị sét đánh xuống. Quý vị chú ý, khi trời mưa dông, cần rút vít cắm các thiết bị điện, chủ động tắt thiết bị máy tính, đường dây điện thoại máy tính hoặc dây sạc để tránh sét đánh lan truyền theo đường dây điện. Để chủ động ứng phó với các tình huống mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực để chuẩn bị các biện pháp ứng phó. Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét để kịp thời di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu. Sau đây là thông tin thời tiết ngư trường. Cảnh báo mưa dông sóng mạnh sẽ tiếp tục diễn ra trên nhiều vùng biển của nước ta. Khu vực từ Vịnh Bắc Bộ tới Quảng Bình, dự báo trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa dông, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trong mưa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Ven bờ khu vực từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông, dự báo trong đêm nay và ngày mai sẽ có gió cấp 4, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 3 mét. Bà con chú ý theo dõi. Tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, dự báo trong đêm nay và ngày mai có gió cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Trong điều kiện thời tiết xấu, bà con nên chằng buộc các trang thiết bị hàng hóa, nhất là các vật dễ di động trên bon để tránh rơi xuống biển. Không nên làm việc bên ngoài mặt bon tàu, thời điểm có mưa dông, gió giật. Trong khi đó, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, dự báo trong đêm nay và ngày mai, mưa dông chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, độ cao sóng dưới 1,5 m. An toàn cho tàu thuyền hoạt động. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 24 đến 48 giờ tới, trời nhiều mây, có nắng, buổi chiều có mưa rào và dông, đề phòng có gió giật mạnh trong dông. Từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 9, khu vực này chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có nắng. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Thừa Thiên Huế có mây, chiều có mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Đà Nẵng nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Lâm Đồng nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.